Thanh Thức sợ tái mặt khi đóng cảnh mặc áo quan nằm trong việc bị khán giả chê quê mùa đậm chất miền Tây, sống chung với bạn gái hơn 10 năm nhưng vẫn chưa kết hôn. Có thể nói thế nào mọi người cũng không hiểu được, tại vì cái cảm giác đó nằm trong cái quan tài mà mọi người đã chuẩn bị tẩn liệm xong hết rồi. Vừa muốn phim Việt, bản tin phim truyền hình và các ngôi sao phim giờ vàng. Lật mặt 6, tấm vé định mệnh của Lý Hải ngay từ khi ra mắt đã nhận được sự quan tâm, yêu mến của đông đảo khán giả, doanh thu của bộ phim đã đạt mức kỷ lục hàng trăm tỷ đồng. Trong phần 6, đạo diễn Lý Hải không chọn nhiều gương mặt mới xuất hiện mà toàn là những diễn viên dày dặn kinh nghiệm diễn xuất và đã có tuổi. Một trong những sao nam làm nên thành công của bộ phim này phải kể đến diễn viên Thanh Thức. Khi xem phim, khán giả cực ấn tượng với phân đoạn Thanh Thức nằm trong chiếc tàu ngầm 6 tấm, mặc bộ quần áo quan tại nghĩa trang trông rất sợ. Nhiều người nghĩ rằng khi quay những cảnh này đoàn phim sẽ có nhiều tiếng cười, nhưng đó là một trải nghiệm nhớ đời của Thanh Thức, mặt anh dường như nhợt nhạt và tâm lý không còn bình thường. Đạo diễn Lý Hải cho biết ở cảnh quay này, việc hóa trang thành người mất không lâu bằng thời gian Thanh Thức chuẩn bị tâm lý. Ban đầu đọc kịch bản thì hào hứng chơi lớn, nhưng khi ra tới bối cảnh công viên Vĩnh Hằng là chỉ muốn quay xe mà thôi. Dù rất khó khăn nhưng Thanh Thức đã hoàn thành tốt vai diễn của mình và được đông đảo khán giả đón nhận. Thanh Thức đến với diễn xuất cũng nhờ nhiều vào chữ duyên. Bởi thời điểm khi mới làm nghệ thuật, anh là một người mẫu, từ một sinh viên trường đại học Hàng Hải, sở hữu chiều cao nổi trội và vẻ ngoài điển trai. Khi ấy Thanh Thức nghĩ anh không hợp với việc làm nghệ thuật mà chỉ muốn có cuộc sống bình lặng. Thế nên khi vào nghề rất hụt hẫng vì gặp nhiều khó khăn, công việc bấp bênh. Tuy nhiên anh quyết định phóng lao thì phải theo lao, dấn thân với nghề. Trong suốt khoảng thời gian theo đuổi nghiệp diễn, Thanh Thức cảm thấy bản thân hợp với những vai diễn trầm tính, nội tâm. Nếu làm mấy vai sốc nội chắc sẽ không thể hiện tốt được. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, khán giả yêu mến Thanh Thức không chỉ qua những dự án phim ảnh mà còn ở tài năng ca hát, chất giọng ngọt như mía lùi của anh. Thanh Thức được nhiều đồng nghiệp, bạn bè nhận xét là người hiền lành, chân thành. Anh là một trong số ít những sao nam có đời tư cực trong sạch, nói không với thị phi. Tuy nhiên, Thanh Thức tâm sự rằng có nhiều lần anh bị khán giả nhận xét là mặt quê mùa đậm chất miền Tây, tại sao lại cứ được giao mấy vai soái ca trong khi không có thần thái nam thần màn ảnh. Đứng trước những bình luận như thế, Thanh Thức vẫn lạc quan, vui vẻ, không đôi co cũng không trách móc. Chính sự mộc mạc đó đã làm nên cái duyên của riêng anh. Dù đã ở độ tuổi 40 nhưng nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao nên Thanh Thức vẫn giữ được vẻ bề ngoài điển trai. Anh cũng không ngại thẩm mỹ để duy trì nhan sắc. Với Thanh Thức, làm đẹp là nhu cầu chính đáng, chỉ cần phù hợp với lứa tuổi, công việc khiến mình tự tin hơn là được. Về chuyện tình cảm, Thanh Thức rất ít khi chia sẻ trước truyền thông. Tuy nhiên trong một lần hiếm hoi, nam diễn viên cho biết đã chung sống với bạn gái trong một thập kỷ. Nam diễn viên cho biết bình yên nhất là khoảng thời gian được về nhà ăn những bữa cơm mà bạn gái nấu. Cô có sự tương đồng với anh về quan điểm và lối sống, cũng như cảm thông và ủng hộ Thanh Thức làm nghệ thuật. Dù đã gắn bó trong khoảng thời gian dài nhưng Thanh Thức và bạn gái vẫn chưa tổ chức đám cưới. Có lẽ nam diễn viên sẽ thông báo tin vui đến khán giả trong thời gian tới. Có thể nói, Thanh Thức là nam diễn viên thực lực, đa tài của màn ảnh khi anh có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Sự nghiệp phát triển rực rỡ, được đông đảo khán giả yêu mến. Chúc cho nam diễn viên sẽ tỏa sáng hơn nữa, mang đến nhiều vai diễn hay và sớm yên bề gia thất.